quay cuộc của Công Phượng. Đứng hai, xuất hiện. Chúng rất đông những bóng thì sắp sàng sang ngang khung thành của thủ môn Luke Maggi. Đó là tình huống tấn công rất đẹp mắt được kết thúc với pha dứt điểm của tiền vệ cánh trái bên phía U19 Việt Nam Phạm Đức Huy. Chúng ta cùng xem lại cú dứt điểm này. Cú sút với lực rất tốt. Đáng tiếc cho cầu thủ U19 Việt Nam, đó là bóng lại không nằm trong khung thành của thủ môn Luke Maggi. Nhưng dù sao đó rất khỏe. Nguy hiểm. 1-0. Tỷ số được mở cho cầu thủ U19 Tottenham Hotspur. Người đã ghi bàn thắng mở tỷ số cho cầu thủ U19 Tottenham là tiền đạo Daniel Akin Daini. Huấn luyện viên Klopp Rasen vẫn đang rất đau đầu với bài toán ở hàng phòng ngự của mình. Một cú đệm lòng chân trái nhẹ nhưng đủ để cho Daniel mang về bàn thắng mở tỷ số cho U19 Tottenham Hotspur. Công Phượng bắn thành không được. Như vậy là đã có được bàn thắng. Xin lỗi quý vị và bàn thắng công hòa một đều. Một đều dành cho các cầu thủ U19 của Việt Nam. Thật bất ngờ khi mà cầu thủ đã ghi cả hai bàn thắng cho U19 Việt Nam tại giải đấu này lại là hậu vệ. Vừa rồi là một tình huống mà hàng phòng ngự của U19 Tottenham Hotspur đã bị lúng túng và Văn Sơn đã băng lên trước thời cơ rất nhanh để gỡ hòa một đều cho cầu thủ U19 Việt Nam. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Đầu tiên là một cú dứt điểm không hề nguy hiểm của tiền vệ cánh phải Văn Thành. Tuy nhiên hậu vệ của U19 Tottenham đó là Vincent Young lại phá bóng và tạo ra cơ hội dành cho bàn thắng. Như những tình huống vừa rồi chính là điều mà người hâm mộ chờ đợi từ phía cầu thủ U19 của chúng ta. Bây giờ là cơ hội nâng tỷ số của trận đấu lên 2-1. Bàn thắng là của tiền vệ cánh trái Phạm Đức Huy. Rõ ràng là bàn thắng cơ hòa một đều đã tạo thêm sự hứng phấn cho các học trò của huấn luyện viên Klaassen. Rất đáng khen ngợi cho tinh thần thi đấu của các thủ trẻ. Cơ hội phản công và bằng sức dướn rất tốt của mình, Đức Huy đã tăng tốc và dứt điểm hiểm hóc vào góc xa. Tỷ số được nâng lên 2-1 cho cầu thủ U19 Việt Nam. Và các khán đài của sân Thống Nhất giờ đây thì thực sự đang trở thành nhưng ngay lập tức thì cầu thủ U19 có cấm vào trong phạm vi Hàn Quốc. Ông Kim Dae-jung đã thổi phạt 11m, đó là một quyết định chính xác. Lesniak, cú dứt điểm lạnh lùng của Lesniak. Dù đã đoán đúng hướng nhưng thủ môn Lê Văn Trường cũng không thể ngăn cản cú sút rất hiểm hóc. Pha đi bóng rất khó chịu của Joshua. Rồi, như vậy là đã có tình huống đốt lưới nhà, một tình huống đốt lưới nhà của cầu thủ U19 Việt Nam. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Tình huống đốt lưới nhà là của trung vệ Trần Hữu Đông Triều.